Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, thời gian gần đây, nhiều vụ sát hại tài xế xe ôm cướp tài sản diễn ra. Các đối tượng gây án thường không có nghề nghiệp, nghiện ma túy, cờ bạc, vay nợ tín dụng đen. Thủ đoạn của các đối tượng thường lợi dụng đêm tối, đặt xe ngoài ứng dụng hoặc bắt xe ngoài đường, chấp nhận cước phí cao. Trên đường đi thường xuyên thay đổi lộ trình so với quãng đường đã đặt ban đầu và đi đến những tuyến đường vắng vẻ, ít người qua lại. Đối tượng đã chuẩn bị hung khí từ trước rồi tấn công nạn nhân từ phía sau vào vùng trọng yếu trên cơ thể để sát hại sau đó cướp tài sản. Điển hình có lẽ phải kể đến vụ việc sát hại xe ôm công nghệ chỉ vì muốn làm tử tù mà chúng tôi chuyển đến quý vị dưới đây. Theo đó, sáng 17 tháng 7, Công an xã Kim Trung, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội nhận được tin báo về việc phát hiện một thi thể nam giới mặc áo tài xế xe ôm công nghệ, trên người có nhiều vết thương tại khu vực đường đi ra Nghĩa Trang thôn Bầu, xã Kim Trung. Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Đông Anh xác định đây là vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, nghi vấn đoạt mạng người, cướp tài sản nên đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an thành phố Hà Nội tiến hành bảo vệ hiện trường, khám nghiệm hiện trường, pháp y tử thi, tổ chức điều tra theo quy định. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ nhiều chất màu nâu đỏ và một đôi dép lê màu đen. Nạn nhân tử vong trong tư thế nằm ngửa tại bụi cỏ ven đường, khoác áo màu vàng xanh của hãng xe ôm công nghệ Bi có dính máu, mũ bảo hiểm, khẩu trang vẫn đeo. Công an không phát hiện giấy tờ tùy thân, tài sản, ví tiền, điện thoại và xe máy của nạn nhân tại hiện trường. Bước đầu, lực lượng chức năng phát hiện trên người nạn nhân có 4 vết thương, trong đó có một vết ở cổ, bụng, mạn sườn trái. Nạn nhân tử vong trong tình trạng mất máu cấp, suy hô hấp cấp do các vết thương gây đứt thủng tĩnh mạch cảnh trái, đứt khí quản, thủng dạ dày, lách thận, động mạch chủ bụng và tử vong vào đêm 16 tháng 7. Qua xác minh, công an xác định nạn nhân là Đặng Đông Dương, 25 tuổi, quê xã Sơn Lai, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. Anh Dương hiện ở ngõ 477 đường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, làm nghề xe ôm công nghệ cho hãng dịch vụ Bi. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Đông Anh đã phối hợp Công an thành phố Hà Nội bắt giữ Lê Văn Công, 33 tuổi, trú tại thôn Nhuế, xã Kim Trung, huyện Đông Anh, khi đối tượng đang lẩn trốn tại nhà riêng sau 30 giờ gây án. Tại cơ quan công an, Công khai nhận không có nghề nghiệp ổn định. Do không có tiền tiêu xài, Công nảy sinh ý định đi cướp tài sản của lái xe ôm công nghệ. Khoảng 20 giờ ngày 16 tháng 7, Công chuẩn bị một con dao từ nhà để vào trong túi đeo mang theo người, rồi bắt xe buýt đến bến xe khách Mỹ Đình, Hà Nội. Công lang thang đi bộ một mình quanh khu vực bến xe để tìm bị hại. Đến khoảng 20 giờ 45 phút cùng ngày, Công gặp anh Dương mặc áo hãng dịch vụ Bi đang điều khiển xe máy một mình, nên Công gọi xe và thuê anh Dương trở về xã Nam Hồng với giá 100.000 đồng. Khi anh Dương đang chở Công đến khu vực đường kênh giữa đối diện Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 thuộc thôn Bầu, thì Công yêu cầu anh Dương rẽ vào đường bê tông đi ra Nghĩa Trang thôn Bầu để tìm thời cơ ra tay sát hại nạn nhân. Khi đi đến khu vực cách đường kênh giữa khoảng 100m, phát hiện không có người qua lại, Công yêu cầu anh Dương dừng xe. Lúc này Công ngồi phía sau, dùng dao tấn công anh Dương. Anh Dương vùng tay chống cự thì bị Công đâm liên tiếp 3 nhát. Sau khi anh Dương ngã gục xuống đất, Công kéo nạn nhân vào bờ cỏ. Sau đó Công lấy một điện thoại, một túi sách của nạn nhân, bên trong có 50.000 đồng và điều khiển xe máy của nạn nhân bỏ trốn. Trên đường bỏ trốn, Công vứt điện thoại của nạn nhân xuống bờ mương nước thuộc xã Võng La, huyện Đông Anh, thay quần áo và điều khiển xe máy đến gửi tại bãi xe trên địa bàn thành phố Việt Trì, Phú Thọ. Đến ngày 17 tháng 7, Công về nhà cất giấu con dao gây án tại nhà. Khoảng 15 giờ 50 phút ngày 18 tháng 7, Công bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ tại nhà riêng để phục vụ điều tra vụ án anh Dương, nam tài xế xe ôm công nghệ bị sát hại cướp tài sản. Liên quan đến vụ án, chiều 19 tháng 7, Công an huyện Đông Anh đã khởi tố vụ án bắt tạm giam đối với Lê Văn Công để điều tra về hành vi đoạt mạng người và cướp tài sản. Tại cơ quan công an, Công không ăn năn hối hận, luôn quanh co khi cán bộ công an đặt câu hỏi về vụ án. Đồng thời, tỏ ra bản thân luôn bất ổn về tâm lý. Công khai muốn vào tù nên đã lên kế hoạch đoạt người cướp tài sản. Tối 16 tháng 7, Công lang thang ở gần khu vực bến xe Mỹ Đình, Hà Nội, rồi đi lòng vòng để bắt xe ôm. Tại đây, Công không đặt xe trên ứng dụng mà gọi xe ôm ngẫu nhiên trên đường, bởi nghi phạm đã xác định gặp người bất chợt sẽ ra tay. Khi được hỏi tại sao mục tiêu gây án là muốn vào tù mà lại vứt điện thoại tài sản của nạn nhân sau đó bỏ chạy để công an truy tìm. Công khai cướp tài sản thì phải chạy như thế. Chiều 19 tháng 7, Công an thành phố Hà Nội tổ chức họp báo cung cấp thông tin về vụ án xảy ra trên địa bàn xã Kim Trung, huyện Đông Anh.
Thượng tá Đặng Việt Quảng, Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự PC02 Công an thành phố Hà Nội cho biết, sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội đã trực tiếp xuống hiện trường, chỉ đạo điều tra truy bắt đối tượng gây án. Thượng tá Quảng thông tin khi khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, công an xác định đây là vụ án mạng nghiêm trọng. Đối tượng gây án đã vứt điện thoại của nạn nhân xuống bờ mương nước thuộc xã Võng La, huyện Đông Anh. Đặc biệt nghi phạm không dùng điện thoại nên việc truy vết rất khó khăn. Thượng tá Quảng nói, căn cứ vào những chứng cứ thu thập được, chúng tôi khẳng định động cơ, mục đích gây án của đối tượng là để chiếm đoạt tài sản của nạn nhân. Bên cạnh đó, đối tượng này rất có thể từng có tiền sự, nghiện hút, am hiểu địa bàn. Từ đây, chúng tôi đã khoanh vùng và bắt được Lê Văn Công. Phó trưởng phòng PC02 cho hay, ngoài việc thu thập chứng cứ tại hiện trường, loại trừ các đối tượng nghi vấn trên địa bàn, một mũi trinh sát khác cũng liên tục rà soát, tìm hiểu nhân thân của nạn nhân. Tìm hiểu quãng đường nạn nhân di chuyển từ bến xe Mỹ Đình đến nơi xảy ra vụ án. Trong khi đó, Đại úy Nguyễn Quang Đỉnh, cán bộ cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an huyện Đông Anh cho biết, một khó khăn khác trong việc tìm ra thủ phạm gây án đó là hiện trường là một cánh đồng vắng vẻ, ít người qua lại. Đại úy Đỉnh nói, ở đây không có camera vì toàn là đồng ruộng. Qua công tác điều tra ban đầu, chúng tôi đã gặp gỡ được những quần chúng nhân dân, những người đi làm vào giờ đó để nhận biết thông tin, từ đó loại trừ và tìm ra đối tượng. Chỉ hơn 30 phút sau khi phát hiện vụ việc, Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp với Công an huyện Đông Anh bắt giữ đối tượng gây án. Chiều cùng ngày, các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Hà Nội và Công an huyện Đông Anh đã nhận được quyết định khen thưởng và thư khen của lãnh đạo Bộ Công an, thư khen của Bí thư Thành ủy thành phố Hà Nội. Ở một vụ án nghiêm trọng khác, giáp Tết Nguyên đán Quý Mão cũng là những ngày năm mới dương lịch 2023, trên địa bàn tỉnh Lai Châu xảy ra một án mạng thảm khốc. Nạn nhân là tài xế xe ôm Vũ Văn Y, sinh năm 1979 ở Bắc Giang. Nhận được thông tin, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu đã xác lập chuyên án và ra quyết định truy tìm hung thủ. Đối tượng nghi vấn được xác định là Lù Xuân Minh, sinh năm 2000, thường trú tại xã Hoang Thèn. Đầu năm 2023, trên địa bàn tỉnh Lai Châu xảy ra một vụ án mạng thảm khốc. Vào một chiều trung tuần tháng 1, Đại tá Phạm Hải Đăng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Lai Châu cùng các đầu mối nghiệp vụ vừa từ địa bàn trở về sau chuyến kiểm tra công tác đảm bảo an ninh trật tự để nhân dân đón xuân vui Tết. Đôi mắt trũng sâu sau nhiều đêm ngủ không đủ giấc, anh lại tiếp tục nhận được tin báo tại lô cao su 19 km 7 thuộc địa phận Bản Hủy Luông, xã Hoàng Thèn, huyện Phong Thổ. Người dân phát hiện một xác chết, trên người có nhiều vết dao đâm, không có giấy tờ tùy thân và tài sản. Đại tá Phạm Hải Đăng và các bộ phận nghiệp vụ lại khăn gói lên đường. Nạn nhân được xác định là nam giới, tầm tuổi ngoài 40, tử vong trước khi được phát hiện khoảng 4 giờ đồng hồ. Trên cơ thể người này có tới 13 vết thương được gây nên bởi vật sắc nhọn. Chắc chắn đây là một vụ án có dấu hiệu giết người rất rõ ràng. Tiến hành tìm kiếm, công an tìm thấy một tấm bìa bằng giấy cắt tông ghi chữ xe ôm nằm lăn lóc trên bụi cỏ. Cách đó không xa là chiếc gương xe máy và một con dao dính máu. Kiểm tra toàn bộ hành lý tư trang của người đàn ông xấu số, tuyệt nhiên không tìm thấy bất cứ một loại giấy tờ nào. Công an đã lấy dấu vân tay để giám định. Nhưng thật kỳ lạ, nạn nhân này không hề có dấu vân tay truy nguyên trên cơ sở dữ liệu. Rất có thể người này chưa từng làm căn cước công dân. Lúc này vụ án rơi vào tình thế khó khăn, hiện trường là nơi vắng vẻ, ít người lại qua và không có nhân chứng. Xung quanh dân cư thưa thớt và ít hộ gia đình lắp camera. Sau đó, ảnh của nạn nhân được gửi đi khắp các cơ sở trên địa bàn Phong Thổ cũng như huyện thị lân cận. Trong thời gian này, công an chẳng nhận được bất cứ tin tức nào về việc có người mất tích hay đi khỏi nhà mà không rõ nguyên nhân. Các điều tra viên nhận định, nạn nhân hành nghề xe ôm là người ở nơi khác. Sau khi bị sát hại, chiếc xe máy đã biến mất, như vậy hung thủ đã có chủ ý. Một điểm đáng lưu tâm là khu vực rừng cao su chỉ người dân địa phương mới biết rõ. Hung thủ đã chọn địa điểm, chọn khung giờ vắng vẻ, chứng tỏ rất thạo đường và hiểu được tập tục làm việc của người dân nơi đây. Thượng tá Phạm Trọng Hưng, trưởng phòng cảnh sát kỹ thuật hình sự, người có bề dày kinh nghiệm nhận định nhiều thông tin mấu chốt và mở cánh cửa cho lực lượng điều tra trong nhiều chuyên án lớn, khó và phức tạp, đã kể rằng khi đoàn công tác tiếp cận hiện trường thì trời đã nhá nhem tối, anh em chúng tôi phải đi bộ chừng 2 km để lên đồi cao su nơi hiện trường vụ án. Chúng tôi nhận định nạn nhân chết trước khi được phát hiện khoảng 4 đến 6 giờ đồng hồ và bị tổn thương do nhiều vết đâm bất ngờ cả từ phía sau và phía trước. Nhưng nhân chứng, vật chứng vụ án đều chỉ là con số không tròn chỉnh.
tìm ra dấu vết của vụ việc giống như giải một bài toán không hề có bất cứ một gợi ý nào. Tất cả các mối nghi vấn đều gửi gắm hết ở hệ thống camera giám sát của gia đình các hộ dân ven trục giao thông. Qua hệ thống camera giám sát, cơ quan điều tra thu được hình ảnh hai người chở nhau trên xe máy, trong đó trang phục của nạn nhân trùng khớp với một trong hai người trên. Cùng với những thông tin do quần chúng nhân dân cung cấp, manh mối vụ án dần được hé lộ. Qua một vài hình ảnh camera, công an phát hiện trước thời điểm nạn nhân được tìm thấy, có hai người đàn ông mặc áo mưa đi xe máy màu đỏ từ đường lớn vào rừng cao su. Một lát sau, chiếc xe máy lại xuất hiện, nhưng lần này chỉ còn một người điều khiển và đi về hướng phòng thổ. Tập trung nguồn lực để xác minh biển số xe máy, các điều tra viên đã phải lọc ra rất nhiều con số ngẫu nhiên, bởi lẽ hình ảnh camera khá mờ và không thể đọc được chính xác. Tất cả những biển kiểm soát này được tra cứu rồi liên hệ với chủ xe để xác minh thông tin. Sau nhiều giờ tìm kiếm, cuối cùng biển kiểm soát xe cũng được định vị, đó là chiếc xe đăng ký ở Hải Dương. Một tổ công tác về Hải Dương gặp gỡ chủ xe, người này cho biết đã bán xe từ lâu và chiếc xe đã phải đi qua rất nhiều đời chủ rồi. Tổ công tác đã quay về Hà Nội, nơi chiếc xe được bán đi bởi một cửa hàng chuyên kinh doanh xe cũ. Chủ cửa hàng là người cẩn thận, dù bán xe đã lâu, nhưng những thông tin về tài khoản địa chỉ của người mua chiếc xe vẫn được lưu giữ. Tiếp tục truy ngược theo manh mối, công an xác định chủ xe gần nhất là anh Vũ Văn Y, sinh năm 1979, trú tại Bắc Giang. Khi làm việc với cơ quan công an, người nhà anh Y cho biết anh này đi ra khỏi nhà từ ngày 6 tháng 1 năm 2023 và mất liên lạc. Anh Y hành nghề xe ôm. Tiến hành cho nhận diện bản ảnh, gia đình anh Y xác nhận anh Y là nạn nhân được phát hiện đã tử vong ở phong thổ Lai Châu. Lúc này danh tính người bị hại đã được làm rõ. Vậy anh Y vì sao đi cả trăm cây số lên phong thổ để rồi bị sát hại, cướp tài sản? Đây là câu hỏi khiến nhiều điều tra viên đau đầu. Để giải quyết những thắc mắc ấy, nhiều tổ trinh sát đã dựng lên mối quan hệ xã hội, bạn bè, làm ăn của anh Y. Thế nhưng tuyệt nhiên không phát hiện ra manh mối nào khả nghi. Với những gì thu thập được, vụ án còn rất nhiều điều khó lý giải. Liệu giữa anh Y và hung thủ có quan hệ gì? Tại sao đi cả quãng đường xa đến vậy? Nếu chỉ là một cuốc xe ôm thì quả thật rất bất thường. Dù đã tìm ra danh tính nạn nhân, nhưng công an tỉnh Lai Châu vẫn chưa thể khoanh vùng được đối tượng gây án. Chiếc xe mà anh Y bị mất giờ là manh mối quan trọng để lần ra hung thủ. Tất cả những cửa hàng kinh doanh xe cũ trên địa bàn đã được rà soát. Cuối cùng công an cũng đã tìm được người mua lại chiếc xe của anh Y với giá 4 triệu đồng. Khai thác thông tin, người mua xe đã cung cấp cho công an tên và hình ảnh chụp đối tượng đem xe tới bán. Xác minh tên tuổi, công an phát hiện người này không liên quan tới vụ án. Như vậy, đối tượng bán xe đã cố tình khai tên giả. Tuy nhiên, khi mua xe thấy có vấn đề nên người mua đã yêu cầu chụp ảnh người bán để làm tin. Từ hình ảnh này, công an tỉnh Lai Châu nhanh chóng xác định nghi phạm là Lù Xuân Minh, 23 tuổi, trú tại Hoàng Then, Phong Thổ, Lai Châu. Sau khi vụ án xảy ra, Minh không có mặt tại địa phương và không rõ nơi trú ngụ. Minh vốn là đối tượng nghiện ma túy, không có công ăn việc làm. Thì thoảng đối tượng rời địa phương đi làm khắp nơi. Sau nhiều ngày lùng sục, hơn 100 cán bộ chiến sĩ công an tỉnh Lai Châu xác định Minh đang lẩn trốn tại một hang đá trên núi. Đây là đối tượng nguy hiểm, lực lượng truy bắt đã bố trí nhiều vòng, đồng loạt siết chặt và Minh bị bắt ngay sau đó. Trước những chứng cứ không thể chối cãi, Minh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Gã cho biết do thiếu tiền chi tiêu nên nảy sinh ý định cướp tài sản. Ngày 6 tháng 1 năm 2023, Minh đi lang thang ở Bắc Ninh rồi thuê anh Y chở xe ôm về tận Phong Thổ. Chẳng hiểu vì sao với quãng đường xa như vậy mà anh Y vẫn đồng ý. Trên đường đi, Minh có lần bảo anh Y ghé vào một cửa hàng rồi vay tiền và mua một con dao. Tất nhiên việc Minh mua gì thì anh Y không hề hay biết. Do là người địa phương, Minh thông thạo đường đi lối lại, nắm rõ khung giờ đi làm trên đồi cao su của người dân. Chính vì thế gã đã cố tình điều anh Y tới đây. Hai người đèo nhau về tới Hoàng Then, Phong Thổ, Minh chỉ cho anh Y đi lên đồi cao su. Gã ta biết rõ, giờ này đây chính là địa điểm vắng vẻ, không có ai qua lại. Khi tới khu vực lô cao su số 19, Minh bất ngờ rút dao đâm liên tiếp vào vị trí hiểm trên người anh Y. Lúc này người lái xe ôm cầu xin, nhưng Minh không quan tâm và ra tay một cách tàn bạo, khiến anh Y tử vong tại chỗ. Gây án xong, Minh lấy xe máy và bỏ đi. Gã đem xe máy bán lấy 4 triệu đồng và tìm tới nhà một người bạn nghiện cùng địa phương có tên là Pờ Văn Hà, sinh năm 1977. Minh đã nhờ Hà mua giúp ma túy để sử dụng. Dù biết Minh vừa gây án giết người nhưng Hà vẫn mặc kệ, cầm số tiền 200.000 đồng đi mua ma túy để cả hai phê pha. Tới tối,
Hà dẫn Minh lên một lán nương cách nhà khoảng 1 km để cho tên này lẩn trốn. Khoảng 3 ngày sau, Minh gọi điện nhờ Hà mua sữa, bánh, gã hứa nếu giúp thì sẽ cho Hà một chiếc điện thoại. Hà đồng ý và tiếp tế cho Minh. Tại đây Minh đưa cho Hà chiếc điện thoại iPhone đời cũ. Thấy bạn không có tiền, Hà đưa lại cho Minh 50.000 và chỉ đường cho đối tượng bỏ trốn. Vào thời điểm này, công an tỉnh Lai Châu đã gọi Hà để hỏi. Tuy nhiên, Hà khai không biết ai là người đã sát hại anh Y, cũng không biết Minh đang ở đâu, làm gì. Với hành vi này, Hà bị công an tỉnh Lai Châu bắt giữ. Từ khi có thông tin về vụ án cho đến khi chiếc còng số 8 tra vào tay đối tượng Minh là quãng thời gian vô cùng vất vả của hơn 1.000 chiến sĩ cảnh sát, bộ đội, biên phòng, dân quân. Bằng mọi giá phải bắt được đối tượng gây án. Những ngày nếm mật nằm gai trên quả đồi, hang đá hay luồn trong bụi rậm khi Tết đang cận kề, Thượng úy Trần Văn Quân, cán bộ phòng cảnh sát hình sự chắc khó quên trong đời. Dẫu biết đợt đánh án nào cũng cam go và gian khổ, nhưng lần này còn vất vả hơn. Ban ngày ấm áp là vậy, nhưng đêm về, núi rừng biên cương lạnh tê tái, sương gió biên thùy như ngấm vào da thịt. Hồi tưởng với chúng tôi về những đêm ngủ rừng cơm nắm, Thượng úy Quân rưng rưng. Tháng chạp, những cành đào rừng bạt ngàn trên đồi, chúng tôi mong được về sắm Tết cùng gia đình, nhưng nhiệm vụ thì chưa tròn nên tôi không dám nghĩ tới, sợ lại phân tâm. Lúc ấy trong đầu tôi chỉ nghĩ đây là một vụ án gây căm phẫn trong dư luận, một vụ giết người quá dã man. Với vai trò là một chiến sĩ cảnh sát hình sự được nhân dân gửi chọn niềm tin, tôi đã cùng đồng đội theo dõi và cuối cùng tôi là một trong những người đầu tiên tóm gọn, tra tay đối tượng vào còng và áp giải bàn giao cho bộ phận điều tra. Còn với thiếu tá Phạm Tiến Duyệt, đội trưởng đội phòng chống tệ nạn và mua bán người phòng cảnh sát hình sự, ngay sau khi nhận được thông tin, anh đã báo cáo ban chuyên án và triển khai lực lượng truy bắt xuống địa bàn. Các tổ trinh sát chia ra thành nhiều mũi rà soát khu vực đối tượng xuất hiện. Đây là một khu vực đồi núi rộng, nhiều bụi cây rậm và có nhiều hang động rất khó khăn cho lực lượng truy bắt. Anh đã đề xuất với ban chuyên án sử dụng flycam cảm ứng nhiệt bay ở tầm thấp, đặc biệt ở các khe suối và bụi rậm, nơi nghi vấn đối tượng lẩn trốn để hỗ trợ lực lượng truy bắt. Vừa kết hợp bay flycam, các lực lượng vừa sử dụng loa để kêu gọi đối tượng ra đầu thú, hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Muốn bắt được cọp phải vào hang cọp. Anh em chúng tôi ăn trên núi, ngủ trên núi, sương đêm lạnh buốt và dẫu có thức trắng đêm giả soát truy lùng đối tượng vẫn quyết tâm không chùn bước. Sau khi bắt được Lù Xuân Minh, căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập, ban chuyên án khẩn trương mở rộng điều tra, ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp. Quyết định tạm giữ và lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Pờ Văn Hà, sinh năm 1977, trú tại Bản Lang 2, xã Bản Lang, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu, về hành vi che giấu tội phạm theo quy định Điều 389 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Pờ Văn Hà khi biết Minh có hành vi giết người cướp tài sản đã không tố giác cung cấp thông tin cho cơ quan công an để phục vụ truy bắt, mà còn trực tiếp đi mua ma túy và thực phẩm cung cấp cho Minh để Minh bỏ trốn. Tiếp tục điều tra, xác minh mở rộng, cơ quan cảnh sát điều tra ra quyết định bổ sung, quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lò Văn Xé, sinh năm 1966, trú tại Bản Hợp 1, xã Bản Lang, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu, về hành vi chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy, theo quy định tại Điều 256 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Ngày 20 tháng 8, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Lai Châu đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt tử hình bị cáo Lù Xuân Minh, 23 tuổi, ở xã Hoang Thèn, huyện Phong Thổ, về hai tội danh giết người và cướp tài sản. Kết quả của chuyên án truy xét này là sự hợp lực, tận tâm của nhiều lực lượng, trong đó quyết định thành công vẫn là sự linh hoạt, chỉ lối dẫn đường thực sự sắc sảo của ban chuyên án và nòng cốt là sự khôn ngoan, mưu trí, dũng cảm của các chiến sĩ cảnh sát hình sự. Nói về vụ án, Thượng tá Phạm Trọng Hưng tâm sự đầy tiếc nuối. Ông nói, chở khách lên tận vùng rừng núi xa xôi hẻo lánh như vậy, qua các cung đèo hiểm trở và thời gian tận 2 ngày, nhưng nạn nhân Nguyễn Văn Y không hề cảnh giác. Anh Y còn mất cẩn trọng ở chỗ, khi về đến gần nhà, cách khoảng 5 km, đối tượng Lù Xuân Minh đòi anh Y cho vay 40.000 đồng để đi vào quán gần đó mua một con dao nhằm mục đích gây án. Nhưng nạn nhân cũng không hề nghi ngờ, do dự hay để ý hành động bất thường của mình. Qua vụ án trên, Thượng tá Phạm Trọng Hưng cảnh báo những người hành nghề xe ôm, taxi hay có thể người đi đường cho người khác đi nhờ cần phải nâng cao cảnh giác. Nếu chở khách đi đường dài, cần chụp ảnh chứng minh thư của khách gửi cho người thân để nắm được thông tin lai lịch. Hoặc nếu cho người lạ đi nhờ, phải cảnh giác cao, tránh để bị lợi dụng, hại mình. Tội ác mà mình đã làm thực sự gây phẫn nộ trong dư luận xã hội.
Rồi đây, một bản án nghiêm khắc của pháp luật sẽ được tuyên cho tên giết người này, khiến hắn phải trả giá về những gì mà mình đã gây ra. Thưa quý vị, để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm đoạt mạng người, cướp tài sản đối với người hành nghề xe ôm, lái xe taxi, thời gian qua, công an các tỉnh thành đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường tuyên truyền cho những người hành nghề xe ôm, lái xe taxi biết các thủ đoạn hoạt động của loại tội phạm này, đồng thời tổ chức kiểm tra, bảo dưỡng lại hệ thống camera giám sát trên các tuyến đường, tăng cường các biện pháp nghiệp vụ và tổ chức tuần tra kiểm soát trên các địa bàn, khu vực trọng điểm về an ninh trật tự, tiếp tục thiết lập, tổ chức hoạt động của các đường dây nóng, hòm thư tố giác tội phạm, xử lý kịp thời mọi thông tin, tài liệu liên quan đến tội phạm. Đến đây thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.